bộ đồ người ta làm xì tay cá tính gì mà nói như thằng đàn ông ngộ à. Chờ vãi có hỏi bác lên Facebook luôn kìa. Anh lên đen, anh lên cho nì. Trời đất ơi, ông gọi tên suốt mùa thu lá bay luôn. Nói sáng xô hả? Thì sáng cho sau 5 giờ. Nhưng mà hồi đó em thấy idol bỏ xô 10 giờ nên em xin em chuyển lên 10 giờ, em bỏ 5 giờ. 5 giờ vậy không nổi, làm biến lắm. 5 giờ xô là 4 giờ mấy phải dậy đó. Ngán lắm. Hello anh. Hello, Henry Huy. Henry Huy xin nha. Hello Tăng Quang á. Thế đâu nhỉ? Không không chờ hả? Chờ đó. Kiểu như là mình ép ổng chờ vậy đó. Sao mít nhỏ hơn? Ổ mít lớn rồi ta. Chắc tại tắm nó nhỏ đó, sáng sớm không có hơi hám gì hết nên nó nhỏ đó. Alo Long Anh nha. Mới ngủ dậy hồi 9 giờ rưỡi luôn. Thực tập dạ trưa nay còn hết tuần này mới xong luôn. Tiền cà phê thuốc lá các kiểu. Cái đó là anh khách tự lo chứ khách nói em gì ha. Ông đại mình rồi bây giờ ông kể cà phê cà pháo.
Trời ơi, sáng sớm mà nhảy sớm ghê luôn á. Mỗi ngày không có ai xô hết trơn á, đến tận 1-2 giờ chiều mới có người xô. Hôm nay mình đổi lên 10 giờ mà cũng có nhảy nè. Qua phòng này nóng muốn chết luôn. Có một phòng mà anh, có cái phòng bên nãy thôi à. Phòng này là phòng quạt. Công ty không có chịu lắp máy lạnh hai phòng. Công ty sẽ tốn tiền điện nhiều. Nên lúc nào mà đang show phòng bên kia mà có đồ nhảy là phải nhường vô đồ nhảy á. Tại nhảy mệt hơn. Trời, ai ấy, ai đấy, ai đặt cái tên gì khủng khiếp đấy. Gì cầm đầu men phá room cô tám ghê ha, cầm đầu luôn hả? Không biết ai hết. Phải tốn cơ lâu. Ôi hả? Trời đất. Tự nhiên này có ý nghĩ phá rung tôi đặt tên bá đạo chưa? Ai cho phá mà phá? Ẻm yêu là chỉ có cái ông gì nè. Ông gì quên tiêu rồi. Tao mắng cá tới ngày. Rất thương em, thương vì nết na nhu mị ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn hứa cạnh người qua mối mai châu cao. Cái gì chứ?
xe điện thoại được nữa đó. Sao anh khách, em có sao đâu. Vui đẹp đôi tương lai cùng nhau tìm tới, đưa chân anh có mình em thôi. À, có gì hỏng không mày đi. Mẹ đâu làm việc. Mẹ đâu. Không làm rồi là gì? Làm gì? Anh ơi em biết rồi, nhà em khó nghèo, còn anh dâng tới ngày tháng thương sinh. Xin em vẫn lòng dù nghèo mà thương nhau, và trọn đời mình nên duyên ước mơ. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ bên thương bờ mẹ thương mình. Mái nghèo từ đây. Đúng rồi chà, mới ngủ dậy sao tươi được như buổi chiều với buổi tối. Đường trần anh có mình em thôi. Mái nghèo từ đây vui đẹp tương lai cùng nhau tìm tới, đường trần anh có mình em thôi. Nhà Phương có bán rượu không hả? Nhà Phương không có bán rượu nha, bán bia mà. Nghe đồ bán thuốc chuột.
ôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đáng. Từ nay thôi đành tâm sống riêng mình. Rồi về hoa vắng.
cho anh những bước chân phong trần, anh mới gặp được em. Nếu em yêu cái bềnh bồng thì giao thuyền trên sông Thu, nếu em ưa thánh địa linh thì về Mỹ Sơn anh rồi chờ nghe sóng nghe mùi cơm gió nồng rồi ngồi thêm trường nghe mẹ anh hồn anh xem. Nếu em mưa đến trời xanh thì về làng Dô Ngô Hành. Ôi nghe thương sao cái chú cho hè. Và yêu sao những cho trái ngọt đồng xa. Nếu em yêu cái bền bồng thì giao thuyền trên sông Thu, nếu em ưa thân địa lấy thì về Mỹ Sơn anh. Rồi chờ nghe sao mà. Hello, hey, cô tên. Nếu em yêu cái mặn nồng thì là nàng dâu quê
thường luôn á, tâm trạng này rất là tốt luôn á. Chồng giận không? Bực mình. Tiền mà xài xể quá mới chết. Nên mặt nổi.
sống dài cho đẹp lòng trai. Một người thiềm vui mới tận trời nào ra lạnh hồn đơn. Một người chợt nghiêng gió giữa bên mộng giọt vào trong lòng. Và một mình à, thôi sao biết không những mất cộng mà còn bị viêm cột sống rồi thấy không? Qua đi khám bệnh chụp X quang rồi thấy không? Chưa vừa lòng nữa. Trong phút này tôi tìm mình thì không giờ đã gặp và chú hả? Cũng có chú nhỏ mà anh lừa về để vì đúng rồi, bạn yêu chú. Giờ đã gặp được một nụ hoa nửa về đêm. Ra ta đâu phải mắt đĩa, ta không nên sạch kinh ký thiếu sức sống. Nè có là nãy giờ em kêu người yêu mà nãy vô chú rồi quên biết kêu à. Hiểu cũng hỏi lại luôn chứ không làm trả lời chưa nói em không trả lời tức ghê vậy. Từ lúc em làm từ 700 tới giờ không khi nào mà ai hỏi mình không trả lời chưa, nhiều khi bị sót cái gì thôi. Mai giờ kiếm con người về với cát bụi mưa thì cũng chịu rồi đây chân. Đời là phù du, ta sống hôm nay không biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không gánh ghét hận thù, chẳng gian dối lậu lừa vì kiếm người sẽ. Chụp X
vụ một lần tiếp chết nó không liên quan gì luôn anh. Tự nhiên nói em hả, chát hết giờ không trả lời. Hát xong rồi quay qua trả lời không biết xỉu luôn. Đời như chằng lửa ai dám ý kiến như vậy hả? Em hiền vậy luôn á. Mẹ em nói á, sao lên xô hay sao hả, cọc cằn chửi người ta quá trời quá đất vậy mà hả? Lên xô nè đâu phải cái gì cũng chịu đúng không, cái tiền người chứ bình thường là chịu đựng quá nhiều và gặp những cái người không ra gì không thể nào nhịn được đúng không? Anh đang cũng dặn em vậy mà. Thôi có làm gì ai đâu, hỏi thì trả lời rồi hát thôi, hát yêu cầu thôi chứ có làm gì ai. Bọn em hiểu rồi, biết được mấy người hiểu. Hello HTT, một cái sự việc gì đó đừng có nhìn cái mặt nổi mà phán xét cái gì hết trơn á. Chừng nào mà mình là người đó đi thì khi là mọi người là em đi, mọi người làm công việc này đi, mọi người mới hiểu. Không phải là có một thứ nghĩ là chợ mình lên rồi chửi người ta như vậy rồi lấy cái gì mà người ta thích người ta coi rồi như vậy rồi mắc mem hết này kia, mà cũng phải xét nhiều cái khía cạnh chứ. Không phải một yếu tố mà làm em như vậy đâu. Nên nhiều người lên á, cái chuyện tặng quà hay không là không quan trọng. Ví dụ như đâu phải ai cũng có điều kiện để nạp để tặng đúng không? Thì mọi người không có người lên hoa rồi vết sao cho em cũng mừng vậy. Đó, thì lên nói chuyện lịch sự, yêu cầu này kia, yêu cầu nào cũng hát chứ. Bài này em không biết hát thì em không biết hát. Cò lon hay là VIP gì ai yêu cầu em cũng hát chân luôn á. Ai yêu cầu trước là em hát trước luôn á. Không bao giờ mà có cái vụ mà những cái cò lon yêu cầu mà em không để ý mà em không hát đâu. Ai em cũng trả lời luôn á. Thì lên nói chuyện lịch sự. Nói chuyện lịch sự. Không có kiểu này nọ người ta. Thì người ta không có bực bội. Tự nhiên đang không nói chuyện mà cảm giác người ta bực bội thì người ta phải nói lại chứ. Mà phải chi em chửi mất dạy gì đâu. Em nói rất là văn quá vậy. Em là hiền lắm luôn rồi đó. Chưa gặp mấy đồ khác đâu. Nó quạo lên nó chửi trên đầu trên cổ luôn. Idol mà chứ đâu phải là gì đâu mà tự nhiên. Giống như đâu phải là mọi người bỏ tiền ra mướn em lên hát rồi mọi người muốn nói gì nói đúng không? Thì đúng là tụi em sinh viên vừa đi học vừa làm để kiếm tiền thêm, nhưng mà lên cũng làm đúng với cái vai trò của idol chứ đâu bao giờ ai làm gì em đâu. Tại em làm trước thôi. Đúng không người yêu? Đúng rồi. Chụp giận người yêu anh rồi. Đâu có đâu, em đang nói mà. Em đang nói mà, em đâu có sao mau rồi đâu. Trừ khi ai chửi em hay gì đó rồi, em mới sao mau. Giống như hôm bữa ông Tôm Mì, ông làm em bực bội quá em mới sao mau thôi, chứ bình thường em đâu sao mau đâu. Lâu lắm rồi cái sao mau đôi trời, làm như sao mau hoài chứ. Em có một mình. Chứ phải một ca đâu. Ở trong đó chỉ có một vài thành phần thôi à. Chứ nguyên cái room mình ai dễ thương hết. Đâu ai vậy đâu.
Không có gì mắc cười hết trơn, sao cười được. Ủa hồi nãy như em thấy ai nói cái bài hát gì? Dạ chị nè, chị sao hát theo cầu nè. Lỡ rồi hát lại bài yêu là phải thương nha. Trời đất, ủa sao hôm qua anh đang nói anh đang nhớ yêu cầu nhà trẻ em mà. Dám nghe luôn hả? Dám nghe em dám hát luôn á. Kệ hát đi chứ, số 11 đâu được hát. Chúng ta đã từng yêu.
vần, với lại hơi bị buồn buồn chút xíu, không buồn nhiều. Hay luôn hả? Ơ, anh đang thay đổi ý định chưa? Trời ơi. Chấm còn 8 phút nữa nha. Mọi người, ai ơi mà điện thoại nhớ vít sao cho đáng nha, 5 sao nha, không có 1 sao nha. Anh có hơi miễn phí, hơi miễn phí. Lì lắm rồi nha. Lì danh khách. Em làm gì lì? Tiếng người tình mùa đông phải không? Sao dễ khóc hả? Nghĩ sao? Em chùm mắt ướt không? Chứ anh đặt giấy hùng.
xinh gái. Trời đất, mưa rơi vào phòng hả? Trời ơi, em đâu có chim bồ léo rồi đâu. Ô lộn, em đâu có chim nhạc giả đâu, chỉ hát bồ léo rồi hả? Sao em biết được? Sao hát? Mới có mần một bài Yêu Là Phải Thương của ông Đen thôi là đã yêu cầu nhà Khởi Mi rồi. Thôi thì em mấy nhạc trẻ đâu, mấy nhạc trẻ kinh lắm. Lâu lâu hơn được một vài bài nghe đỡ đỡ mà. Cái bài khác ghê lắm à. Còn có một phút nữa hết giờ. Yêu ai vậy đồ hả? Yêu thì yêu yêu các bạn giúp 14 đó. Đang dần khe trên màn hình kìa. Ráp luôn hả? Thôi ghép rồi. Ghép xem rồi em. Cái Khủy theo dõi em luôn, mốt thấy xoay em không vô luôn. Hả? Yêu Yêu là phải thương hả? Yêu là phải thương em mới hát rồi bộ. Mới hát xong nãy luôn á. Hình như là hồi nãy 9 giờ idol bỏ show rồi sao? Nãy em lên thấy ai chưa? Trời, yêu phải lộ liễu chứ anh. Nói là yêu anh là phải thương. À, tưởng đâu yêu cầu bài hát không luôn á. Nói là yêu anh là phải thương. Dạ đúng rồi, tất nhiên. Không những vừa thương mà phải yêu nữa. Hai cái luôn. Hay nha, em mở đại nha. Idol lên thì em up. Vậy cái gì? Anh phát tiền vô chấm đi. Nhưng mà trong lòng lúc nào cũng anh cũng chỉ mới 27 thôi.
kiểu gì? Trời nổi da gà quá. Ok, em bóp nha. Anh lời lên là bye bye mọi người. Chị đi 18 giờ đêm 700 nha. Bye bye.